tin hay không, những dự đoán đề thi ngữ văn 2023 trúng tới 99,9% đang tràn lan trên mạng xã hội. Vì sự nghiệp, gánh nặng tài chính hay chưa tìm được một nửa phù hợp, nhiều lý do được đưa ra cho thực trạng kết hôn muộn của người trẻ Việt, đi cùng đó là nhiều hậu quả cho cá nhân và xã hội. Phát hiện đường dây sản xuất phân phối trà sữa giả quy mô lớn với hơn 1.000 tấn đã tiêu thụ ra thị trường. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày hôm qua đã khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó khởi tố và tạm giam 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội che giấu tội phạm, 1 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan điều tra đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng. Đại diện Bộ Công an cho biết, với các biện pháp rất nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng công an, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của người dân, chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn. Đến nay đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã diễn ra bình thường. Tình hình ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng Công an đã có tài liệu, chứng cứ, chứng minh vụ án xảy ra, còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ chính thức diễn ra, kỳ thi quan trọng của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Thời điểm này, trong khi các em vẫn đang gấp rút ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho từng môn thi, thì trên nhiều trang mạng xã hội, chủ đề dự đoán đề thi cũng bắt đầu nóng dần, đặc biệt là với môn ngữ văn. Các bài viết thu hút không nhỏ sự quan tâm của các thí sinh. Dù vậy, theo các thầy cô giáo, các thí sinh cần hết sức thận trọng trước những dự đoán này. Dự đoán đề thi văn trung học phổ thông năm 2023, 99% trúng tủ. Hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận. Những bài đăng với nội dung dự đoán đề thi văn trung học phổ thông 2023 trên nền tảng TikTok như thế này, cận kề kỳ thi lại càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng, nhất là các em thí sinh. Dù không đặt kỳ vọng trúng tủ, nhưng theo các thí sinh, nội dung dự đoán vẫn khiến các em tò mò. Thứ nhất là nó mang tính may rủi, thì đối với mỗi người thì chúng ta luôn có một sở thích để đặt cược những cái trò may rủi, thì đấy cũng một thông tin để mình tham khảo thêm về những cái đề thi. Em sẽ không quá hoàn toàn tin vào những gì mà người ta đoán, tại vì em không thể nào đặt cược toàn bộ 12 năm học của mình vào một cái dự đoán không căn cứ như thế. Như tài khoản Facebook này, với việc dự đoán đề thi ngữ văn đã thu hút tới hơn 1,1 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, theo cô Huyền, giáo viên bộ môn ngữ văn, thí sinh cần cẩn trọng với những thông tin dự đoán đề thi, tránh việc ôn tủ, ảnh hưởng đến tâm lý khi vào phòng thi. Mình vẫn nói với các con là khi mà các bạn ấy tủ như vậy thì vô hình chung là các bạn ấy đã tự tạo một cái áp lực tâm lý cho mình, rằng là vào phòng thi thì mình phải đúng cái bài mà mình đã tủ, và nếu mà mình chỉ cần lệch cái bài đó đi thôi thì các bạn ấy sẽ có một cái áp lực rất là lớn trong quá trình làm bài, và nó sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình làm bài của các con. Cũng theo các thầy cô, càng gần đến ngày thi, thí sinh nên hạn chế sử dụng mạng xã hội, không để những thông tin đồn đoán về đề thi ảnh hưởng đến tinh thần. Chúng ta có thể tìm đến nhà nhau này, hoặc là những cái không gian mà yên tĩnh mà có thể là giúp chúng ta tập trung trong cái việc học hơn, thay vì việc là nếu một mình ở nhà thì có thể là mình sẽ bị sao nhãng và mất tập trung bởi những cái trang mạng xã hội hay là những cái dự đoán rồi là những cái mẹo học tủ thi tủ gì đó ở trên các trang mạng xã hội đó. Đặc biệt là thí sinh dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học, các thầy cô cũng khuyến cáo cần tập trung rà soát lại nội dung kiến thức đã học. Trong kỳ thi diễn ra sắp tới, cần giữ sức khỏe và tinh thần để đạt kết quả như kỳ vọng.
Đồ uống được giới trẻ và nhiều người ưa thích sử dụng. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này, một số gian thương đã trà trộn, sử dụng các loại nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ làm thành các loại trà sữa có thương hiệu để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Gần 3 tấn trà sữa giả vừa bị công an thành phố Thanh Hóa phối hợp cùng với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ là lời cảnh báo người tiêu dùng cần cảnh giác trước các loại trà sữa không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay. Đây là toàn bộ số trà sữa thành phẩm vừa được đóng gói chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị các trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thanh Hóa phát hiện. Tại hiện trường, gần 3 tấn trà sữa giả các thương hiệu trà sữa đã được bảo hộ bị thu giữ. Chủ cơ sở khai nhận đã mua toàn bộ số nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, sau đó về pha chế, đóng gói thành các sản phẩm trà sữa đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để bán ra thị trường nhằm kiếm lời. Do nhu cầu của người sử dụng rất là lớn thì lợi dụng vào tình hình này thì một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã nhập những cái hàng không rõ nguồn gốc giả về bao bì nhãn phẩm đối với hai công ty trên để đưa ra thị trường để bán. Thì qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện thấy thì đây là một cái đường dây chuyên sản xuất hàng giả về bao bì sản phẩm. Theo điều tra, đây là đường dây sản xuất phân phối trà sữa giả có quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng đã cấu kết với nhau hình thành đường dây khép kín từ cung cấp nguyên vật liệu đến chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường tiêu thụ. Sau khi chế biến, pha trộn thành phẩm, trà sữa được bán trên mạng xã hội thông qua các trang tài khoản cá nhân và các đầu mối trực tiếp phân phối trên thị trường. Các đối tượng trên là đưa nguyên liệu từ Lâm Đồng xuống thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất và đóng gói bao bì và đưa ra thị trường bán trong các tỉnh phía Nam và các tỉnh phía Bắc. Chúng tôi cũng cảnh báo đến người tiêu dùng là không được ham rẻ, là mua những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng các loại trà sữa giả không chỉ khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng quyền lợi mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vì các sản phẩm này không được cơ quan có thẩm quyền nào kiểm tra, giám sát chất lượng. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định đường dây sản xuất tiêu thụ trà sữa giả này đã đưa ra thị trường chót lọt hơn 1.000 tấn trà sữa giả. Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi số trà sữa giả đã cung cấp trên thị trường. Thưa quý vị, gặp gỡ, yêu đương và kết hôn tưởng chừng là một lộ trình hiển nhiên trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng tại Hàn Quốc, 3/4 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 coi việc kết hôn là không cần thiết. Còn tại Nhật Bản thì chính phủ đã phải chi một số tiền không nhỏ để khuyến khích thanh niên nước này kết hôn. Và tại Việt Nam thì cũng không nằm ngoài xu hướng đó, khi mà các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh thì độ tuổi kết hôn trung bình của nam giới đã lên tới 30 tuổi. Điều này đã gây ra những câu chuyện dở khóc, dở cười cho các gia đình và một tác động không nhỏ tới xã hội. Việc lấy vợ là việc hệ trọng của mày năm nay. Không thể nào trốn tránh được năm nay nữa rồi. Trong năm nay phải lấy vợ. Không lấy đứa này lấy đứa khác. Mày không lấy đứa này lấy đứa khác. Chứ mày không thể nào chết chìm đắm ở chỗ được. Sang năm 27 nó bắt buộc con lấy ai nấy. Không lấy mẹ không cho con ra khỏi số khẩu nhà mẹ. Những câu nói này không khó bắt gặp trong những gia đình có con cái đến độ tuổi dựng vợ gả chồng. Khi bước vào độ tuổi lập gia đình, nhiều bạn trẻ lại chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Có nhiều lý do đã được đưa ra. Thứ nhất là mình chưa tìm thấy một người phù hợp để đi đến một cái cam kết lâu dài. Thứ hai nữa là mình cũng đang sống tương đối là vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thế nên là mình cũng chưa cảm thấy áp lực về cái chuyện cần phải kết hôn. Cả hai nhà thì cũng có những cái gọi là ví dụ về những sự rạn nứt trong hôn nhân ấy. Nên là bọn mình cũng nhìn ra được cái vấn đề đấy. Quan trọng nhất là giữ được cái tinh thần của hai đứa thôi, có trách nhiệm với nhau. Mình nghĩ là chắc là đến khi nào mà mình cảm thấy mình hoàn thiện được bản thân thì mình sẽ nghĩ về việc kết hôn và lấy vợ. Kết hôn muộn không sai, đầu tư thời gian cho sự nghiệp, cho những trải nghiệm cũng là cần thiết. Nhưng hãy lên cho mình một kế hoạch nếu bạn xác định mình sẽ lấy chồng và sinh con. Bởi thời gian đã đi qua thì sức khỏe cũng sẽ không lấy lại được. Với người nam giới thì do cái đặc trưng sinh sản thì người nam giới có thể ở độ tuổi khoảng độ 40, 50, thậm chí 60 tuổi vẫn có thể duy trì ở một mức độ nào đấy khả năng sinh sản. Nhưng cái đặc điểm của người phụ nữ thì nó chỉ có một cái khoảng độ tuổi nhất định là phù hợp với việc sinh sản, tức là ngoài 30 tuổi và đặc biệt là ngoài 35 tuổi
thì phụ nữ có những cái nguy cơ kể đến những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, rối loạn nội tiết. Ngoài ra thì khi mang thai ở những người mẹ lớn tuổi thì có những cái nguy cơ khó có thể sinh thường được và sẽ tăng cái nguy cơ sinh mổ hơn. Việc kết hôn, sinh con là hành trình thiêng liêng của con người. Hãy lên cho mình một kế hoạch cuộc sống để vừa có thể sống trọn vẹn với hiện tại và có trách nhiệm với tương lai. Áp lực đăng kiểm xe ô tô đã giảm và trở lại mức bình thường. Đó là khẳng định của Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây. Sự hỗ trợ từ lực lượng đăng kiểm quân đội đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động. Tại trạm đăng kiểm này, trong nửa tháng qua không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi. Mỗi lượt xe kiểm định hiện cũng chỉ còn mất vài chục phút. Có những lực lượng hỗ trợ đến đây thì em thấy là người đi đăng kiểm, tham gia đăng kiểm này thì họ bớt được nhiều thời gian hơn là cái thời gian mà cao điểm. Việc tự động gia hạn cho các xe đủ điều kiện nới thời gian theo quy định mới đã giúp giảm tải một phần cho các trung tâm đăng kiểm. Thêm vào đó, có lực lượng hỗ trợ tăng cường, tất cả các dây chuyền kiểm định hoạt động tối đa công suất nên sớm giải quyết được vấn đề ùn tắc. Tại cái phần chuyên môn của chúng tôi tương đồng với cả chuyên môn nói chung của bên đăng kiểm bên ngoài. Đấy, nên là chúng tôi không gặp khó khăn khi cùng anh em lực lượng kiểm định của trung tâm 02/7D. Các anh đăng kiểm viên trong quân đội ấy, cơ bản là làm hết tất cả công việc của đơn vị xe cơ giới. Khi có các anh lực lượng quân đội hỗ trợ thì sản lượng bên mình một ngày có thể đạt từ 100 đến 110 10 lượt. Lực lượng đăng kiểm quân đội được huy động từ quân khu 4 trở ra để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Còn từ quân khu 5 trở vào hỗ trợ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng hỗ trợ đăng kiểm được duy trì liên tục cho đến lúc này. Từ 21 tháng 3 đến nay thì các ông chí đã kiểm định được hơn 160.000 lượt xe. Thì số các ông chí cán bộ của quân đội tăng cường hỗ trợ ra các cái trung tâm kiểm định nhân sự thì có cái trình độ chuyên môn rất là tốt, bởi vì là các ông chí có nhiều kinh nghiệm nhiều năm kiểm định xe quân sự. Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang chuẩn bị bổ sung 350 nhân lực mới. Về lâu dài, giải pháp điều chỉnh quy định để không nhất thiết một dây chuyền cần đủ 3 nhân viên đăng kiểm sẽ giảm số lượng nhân viên tại các trạm. Thành phố Cần Thơ là đô thị đặc trưng, được bao quanh bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, hình thành nên không gian văn hóa sông nước. Tuy nhiên, thay vì trở thành nét đẹp đặc trưng, thu hút du khách, thì nhiều kênh rạch nội ô đang ngập trong rác thải, ô nhiễm nặng. Rạch Đầu Sáu chảy qua địa bàn các phường Hưng Lợi, An Bình, An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuy tiếp giáp với sông Cần Thơ, nhưng con rạch này vẫn bị ô nhiễm. Từ trên cao có thể dễ dàng nhìn thấy một dòng nước đen kịt. Giữa trưa nắng, làn gió mang theo mùi xú uế nồng nặc hắt về phía căn nhà của bà Đạt. Người dân sống ven rạch như bà phải chịu đựng từ năm này qua năm khác. Thâu dữ lắm, rồi mũi mỏng dữ lắm. Cũng yêu cầu cấp trên đó ngăn chặn lại cho nó sạch sẽ ở đây cho dân chúng được thoải mái. Sống ven rạch Đầu Sáu hơn 40 năm, ông Minh cho biết con rạch này vốn có dòng chảy thông thoáng, nhưng 5-6 năm trở lại đây, nước bắt đầu đen ngòm, rác dồn động bốc mùi hôi thối quanh năm. Hồi xưa nước thông chảy trong lắm, ghe lớn đi cũng được luôn. Bây giờ mỗi người lấn ăn chút, bây giờ nó muốn bít cái gạch luôn rồi. Bây giờ rác nó dơ quá trời, cái vụ này nếu mà làm cách nào chứ làm cách này hốt vài bữa nó cũng đầy nhóc lên nữa. Không chỉ riêng gì rạch Đầu Sáu, hiện nay ở trung tâm thành phố Cần Thơ có rất nhiều dòng kênh con rạch bị ô nhiễm nặng. Thậm chí có những nơi vừa được nâng cấp cải tạo như con rạch này thì nước vẫn có một màu đen kịt. Nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ đã đầu tư nâng cấp và cải tạo nhiều tuyến kênh rạch. Tuy nhiên, sau một thời gian, kênh rạch vẫn bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và mỹ quan đô thị. Hiện ở nội ô thành phố Cần Thơ, rất khó để tìm ra một đoạn kênh rạch mà nước không có mùi hôi thối. 6 tháng đầu năm nay, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái, với 86.000 vụ việc. Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trực tuyến. Theo Bộ này, hiện có 24 hình thức lừa đảo trên mạng, phổ biến là giả mạo thương hiệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt tài khoản, tiền của nạn nhân. Nhóm đối tượng bị lừa đảo chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, công nhân, người lao động. Một trong những nguyên nhân là nhận thức của người sử dụng.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, thì Cục An toàn Thông tin sẽ cung cấp bộ cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bằng cách nhắn tin tới điện thoại thông minh của người dùng, tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình trên các nền tảng truyền thông số như Zalo, Viber, Facebook từ nay đến ngày 23 tháng 7. Chúng tôi phát động là tất cả các cơ quan báo chí, các báo điện tử đều cùng đồng loạt đăng các cái bài. Thứ hai là chúng tôi xây dựng các cái video, clip, các cái tài liệu hướng dẫn infographic đơn giản, ấn tượng để gửi đến cho tất cả các cơ quan, tổ chức, các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí để đồng loạt trong tháng này là cùng đăng tải lên trên các cái cổng thông tin điện tử hoặc các trang website của mình để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa. Với tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của các tỉnh thành phía Nam hiện nay khi số ca mắc có xu hướng tăng, thì vào sáng nay ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế đã triển khai họp khẩn trực tuyến với 20 tỉnh thành phía Nam làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch bệnh. Đây là biểu đồ thể hiện số ca tay chân miệng đang điều trị nội trú tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy thì từ tháng 4 số ca tay chân miệng đã bắt đầu tăng cao, đặc biệt là số ca nặng. Làm việc với Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với sốt xuất huyết, tay chân miệng. Với tay chân miệng thực hiện 3 cấp độ, phân tầng điều trị, khẩn trương dự trữ nguồn thuốc, lập tổ chuyên gia để hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị khác khi cần thiết. Tinh thần là Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối là không có chủ quan và tinh thần nữa là sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh thành lân cận, đó là phải làm sao triển khai sớm cái việc nâng chất hỗ trợ cho các tỉnh thành bạn để ngay từ đầu trong những cái pha đầu tiên của những ca bệnh thì ngăn chặn không cho nó trở nặng, thì như vậy nó sẽ đỡ hơn và sẽ giảm áp lực cho hệ thống y tế. Còn tại cuộc họp trực tuyến với 20 tỉnh thành phía Nam, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông tin số ca mắc tay chân miệng trong tuần qua của các tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 2.000 ca, tăng 23% so với tuần trước. 7 ca tử vong do tay chân miệng ở phía Nam đều là trẻ dưới 5 tuổi. Đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh thành, Bộ Y tế lưu ý dù công tác điều trị, phòng dịch bệnh có tốt hơn, nhưng vẫn còn khó khăn phân bổ kinh phí phòng chống dịch bệnh, thuốc điều trị. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành khẩn trương rà soát các điều kiện phòng chống dịch, tập huấn nâng cao năng lực cho tất cả các cái cơ sở điều trị của các cái tỉnh thành phố phía Nam để tăng cường năng lực, và như vậy thì sẽ là tăng cường được cái khả năng thu dung điều trị bệnh nhân và như vậy giảm được cái số lượng bệnh nhân chuyển tuyến. Các chuyên gia cũng cho biết hiện có khoảng 80% người lớn mắc tay chân miệng không có biểu hiện, đây là nguồn có thể lây cho trẻ em mà không hề hay biết. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo việc phòng ngừa không chỉ cho trẻ em mà ngay cả người lớn cũng phòng chống dịch bệnh theo tiêu chí bao sạch, ăn uống sạch, bàn tay sạch, đồ chơi sạch. Nhiều quốc gia trên thế giới khuyến khích người dân sử dụng xe điện thay vì xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để mua thêm một chiếc ô tô điện mới. Tại Mỹ lúc này, một dịch vụ mới đã xuất hiện cho phép chủ sở hữu xe xăng chuyển đổi xe của mình thành xe điện. Các xưởng gara và thị trường phụ tùng linh kiện phục vụ dịch vụ này cũng đang phát triển nhanh chóng để đáp ứng cho nhu cầu mới. Tại Los Angeles, bang California, Mỹ, xưởng gara này chuyên về độ xe, biến những chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang thành xe điện. Đây là một trong những xu hướng đang ngày càng phát triển tại Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung, khi mọi người đề cao tầm quan trọng của việc sử dụng xe điện bền vững, thân thiện với môi trường. Các thợ sửa xe tại xưởng này không lúc nào được ngơi tay. Hiện nay đang xảy ra một sự thiếu hụt lớn các cơ sở có thể chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Mục tiêu lâu dài là biến những chiếc xe thành đồ có thể cắm điện và sử dụng được luôn. Chi phí chuyển đổi trung bình khoảng 18.000 đô la Mỹ, hơn 414 triệu đồng ở mức khởi điểm. Đối với những chiếc xe xăng cần thay thế linh kiện đắt tiền, có hiệu suất cao hơn, chi phí chuyển đổi có thể lên tới hơn 30.000 đô la Mỹ. Quá trình chuyển đổi sang một xe điện rất phức tạp và tốn thời gian, rất nhiều thứ cần phải thay thế và lắp ráp lại, chứ không phải chỉ cần lắp ráp động cơ điện và pin là xong. Mỗi loại xe đều cần có những giải pháp phức tạp riêng. Ngoài các xưởng chuyển đổi sang xe điện, còn có một cộng đồng những người tự tay thực hiện các dự án này. Những phụ tùng phục vụ cho mục đích chuyển đổi năng lượng của xe ô tô thường ngay lập tức cháy hàng trên thị trường. Ước tính thị trường cho những loại thiết bị này sẽ còn tăng trưởng hơn nữa, đạt mức 120 tỷ đô la Mỹ trong năm 2031. Các hãng sản xuất xe như Ford và General Motors đều đang cung cấp các phụ tùng và linh kiện để giúp chuyển đổi sang xe điện. Và một số công ty khác cũng tham gia vào lĩnh vực này.
Hiệp hội Thị trường Thiết bị Đặc biệt, một tổ chức thương mại đại diện cho các nhà sản xuất và đại lý ô tô có trụ sở ở bang California, cho biết số lượng sản phẩm tập trung vào xe điện trên thị trường tăng theo cấp số nhân. Chẳng lâu nữa, các nhà sản xuất sẽ cho trình làng những bộ kit giúp chuyển đổi bất kỳ dòng xe nào đang chạy trên đường sang thành điện. Tuy nhiên, với chi phí chuyển đổi đắt đỏ, dịch vụ này chủ yếu nhắm đến những người đam mê ô tô cổ điển, có ngân sách dồi dào và muốn xe của họ thân thiện hơn với môi trường. Theo số liệu công bố ngày hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản của Nhật Bản tiếp tục tăng cao, vượt xa mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đề ra. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong 42 năm vừa qua. Sự gia tăng này là do giá thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày tăng đều đặn, khiến cho các hộ gia đình đang đối mặt với khó khăn về chi tiêu. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống của nước này, tiếp tục tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng, đã tăng 4,3%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 1981. Theo ước tính, chỉ số lạm phát có thể còn tăng cao hơn nữa nếu chính phủ Nhật Bản không thực hiện các biện pháp kiềm chế giá năng lượng và thực hiện biện pháp hỗ trợ thúc đẩy du lịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, với mức lạm phát hiện nay, gánh nặng chi tiêu của các hộ gia đình có thể tăng thêm 90.000 yên, tức là khoảng 650 đô la Mỹ so với năm tài khoá 2022. Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản với 36 nhà kinh tế tư nhân cho thấy, với việc đồng yên mất giá đáng kể dẫn đến áp lực tăng giá nhập khẩu hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản của nước này trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm nay có thể tăng 3,24% và trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm sau có thể tăng 2,01%. Câu hỏi đặt ra là liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ để đối phó với lạm phát hay không? Trong cuộc họp gần đây, thống đốc ngân hàng này, ông Ueda Kazuo cho biết sẽ không thay đổi chính sách hiện tại. Lạm phát tăng hiện nay chỉ là tạm thời và sẽ giảm xuống có thể là vào tháng 9 hoặc tháng 10. Mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là duy trì lạm phát ổn định ở mức 2%. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày hôm qua thông báo tất cả 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan bị mất tích đều đã thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Vì tàu không có hộp đen như máy bay nên các nhà điều tra sẽ phải thu thập mảnh vỡ của tàu lặn Titan để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Sau 5 ngày tìm kiếm, hy vọng tìm thấy người sống sót không còn nữa. Ocean Gate, công ty sở hữu tàu lặn Titan, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Họ là những nhà thám hiểm thực thụ, có chung tinh thần phiêu lưu và đam mê với khám phá, bảo vệ các đại dương trên thế giới. Trái tim chúng tôi hướng về họ và gia đình họ trong thời gian bi thương này. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ được cho là của tàu Titan ở cách xác tàu Titanic khoảng 500 mét, tại độ sâu gần 4.000 mét. Những mảnh vỡ được phát hiện ở dưới đáy đại dương cho thấy tàu lặn Titan bị mất tích đã phải hứng chịu áp lực lớn và bị ép nát. Các mảnh vỡ cho thấy con tàu đã trải qua một vụ nổ thảm khốc. Kết quả phân tích những mảnh vụn phát hiện trên thềm biển gần mũi xác tàu Titanic cho thấy đã xảy ra một sự ép khủng khiếp ở khoang kháng áp của tàu lặn. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục hoạt động ở khu vực xác tàu để thu thập thông tin hỗ trợ điều tra. Họ hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời chuyện gì đã xảy ra với tàu lặn Titan. Trong khi đó, nhà khoa học Michael Gillen, cựu phóng viên hãng ABC, người đã thoát chết trong vụ tai nạn khi thực hiện chuyến thăm xác con tàu huyền thoại ở độ sâu 2 dặm rưỡi dưới đáy đại dương năm 2000, đã kêu gọi ngừng các chuyến thăm xác con tàu Titanic. Đây là khu vực thiêng liêng, nơi mà hơn 1.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng. Tôi nhớ rất rõ kiểu mũi tàu, chúng tôi đã dành một phút cầu nguyện cho họ. Đây không phải là một điểm để du lịch. Đây là một nơi trang nghiêm cần được tôn trọng. Chúng ta cần phải dừng ngay tất cả các chuyến đi thám hiểm xác tàu Titanic. Đạo diễn bộ phim Titanic James Cameron cũng cho rằng tai nạn tàu lặn Titan có điểm tương đồng thảm họa Titanic khi đều được cảnh báo trước về sự nguy hiểm nhưng đã bị lờ đi.
Titanic bị chìm vì thuyền trưởng dù đã được cảnh báo nhưng vẫn lao vào khu vực có các núi băng trôi lớn trong một đêm không trăng, tầm nhìn rất kém. Hai thảm họa giống nhau ở chỗ tàu vẫn lao về phía trước dù được cảnh báo nhiều lần. Tàu lặn Titan mất tích ngày 18 tháng 6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Chuyến thám hiểm dưới đáy biển tới xác tàu Titanic được công ty OceanGate thực hiện từ năm 2021 với giá 250.000 đô la Mỹ mỗi người. Thưa quý vị, em bé U là cái tên thân mật mà một người con cũng ở tuổi đã thất thập trìu mến gọi mẹ mình. Một cụ bà đã gần 100 tuổi. Và không chỉ là cái cách gọi đâu, mà cách ông chăm sóc mẹ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Và người ta vẫn nói một già một trẻ ngang nhau, chiều chuộng chăm sóc một người cao tuổi lại sa sút trí tuệ, gặp khó khăn trong vận động là không hề đơn giản. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật trong phóng sự sau. Một buổi sáng của cụ bà Ninh Thị Còi, năm nay 96 tuổi. Cụ Còi đã 6 năm nay được bác sĩ kết luận mang bệnh sa sút trí tuệ tuổi già. Và cũng chừng ấy năm, ông Hương, con trai cụ, luôn ở bên chăm sóc mẹ. Là con, cũng là bạn, có lúc như thầy giáo. Nhiều lúc mà lẫn không phân biệt được là U đang 5, đang 96 tuổi, mà chỉ nghĩ là một em bé thôi. Cho nên là những cái tình huống đó là mình phải đi theo. Ví dụ bây giờ nhá, U đang là trẻ con thì mình lại phải là người lớn. Mà U đang là người lớn thì mình lại phải trẻ con. Có những đêm nhá là tôi vẫn phải chiều coi như là sẵn sàng là vợ một bên, U một bên, tôi nằm giữa đấy để cho ngủ. Thế những cái lúc thế là tôi cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Ông Hương gọi trìu mến mẹ mình là em bé U. Em bé U có những lúc dỗi hờn như con trẻ. Cũng như Hương còn đi làm nhá. Ở nhà có nghịch không? Thế nghịch thì sao? Không đánh gà chồng. Mình cần có một cái năng lượng tích cực và mình cần phải có một cái hài hước. Cái lúc mà dỗi hờn là mình phải biết cách. Và những cái lúc mà nô đùa ấy là nhiều lúc phải thể hiện như một người bạn để tạo cái không khí là không bị cô đơn. Ôm cổ con trai cái thế nào. Ui giời ơi, xoa đầu cho con trai thế nào. Xoa đầu nè. Ui giời ơi, xoa đầu có thích không? Thích lắm. Ừ, thích lắm à. Có là phải cho cụ rất nhiều những cái không khí để cụ gọi là đầu óc nó vui. Thế U tên là gì? Đã bảo không biết. À, U họ gì? Họ gì? U năm nay bao nhiêu tuổi? Quay. À, thế à? Thế thì U quý nhất ai? Quý nhất anh Hương. Quý vừa vừa hay là quý như nào? Quý đặc biệt. Quý đặc biệt. Bà lặng như thế thì tôi cũng nghĩ là anh Hương chỉ dành tình cảm cho cụ nhiều hơn ấy. Thì đấy là niềm hạnh phúc chứ tôi không bao giờ tôi ghen tị. Chúng tôi dành tình cảm cho mẹ bao nhiêu thì con cái của chúng tôi sẽ học hỏi và nhìn theo cách bố mẹ chăm sóc bà như thế nào. Thì các con sau nó cũng dành cái tình cảm cho chúng tôi như thế. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không ai tránh khỏi. Để có thể làm bạn với người cao tuổi, đặc biệt là những người sa sút trí tuệ hoặc kém vận động, con cháu ngoài sự hiếu thảo, tính kiên trì, ân cần thì rất cần có sự thấu hiểu, chia sẻ và cả sự lạc quan.